là nhờ chị giúp cho một số người online là gửi cái mẫu sang Mỹ đấy, nhưng mà em vì là em cảm thấy là chị công việc bận quá nên em không nói. Cái mẫu ADN mà người ta đã có chưa? Người ta em thì nói với người ta một tiếng thì đơn giản thôi, nhưng mà có hai trường hợp tồi lắm, cũng là cái người con lai Việt Nam. Đúng rồi, đúng Mình rồi, tạo đức mà. đúng rồi, Đó, thành ra chị không ngại cái vấn đề đó. dạ. Em cứ hỏi họ. Muốn gửi mẫu, không sao hết. Đồ của chị tháng 3, cuối tháng 3, đầu tháng 4 sẽ qua một thùng nữa. Thì có mẫu, cứ lấy xong xuôi em gửi về cái địa chỉ nhà con bé ở Bắc Quỳnh không rồi đó. Dạ. Là qua được hết. Là con bé nó gửi thùng hàng qua là qua đây được hết. Dạ. Đó. Rồi, ok, bây giờ là em với chị làm việc là cứ thong thả nhá, không có gì phải vội hết. Bây giờ thì em có hai cái tin vui cho chị. Hai Cảm tin ơn vui. anh. Tin vui thứ nhất á là em đã trao đổi với chị Hằng về cái vấn đề mà chị tìm cha ở Mỹ là thứ nhất. Hiện nay thì chị Hằng tuy rằng là công việc khá là bận rộn, rất là bận rộn luôn chứ không phải là khá nữa, mà chị cũng giúp rất là giúp giúp đỡ rất là nhiều người. Nhưng mà em trình bày cái hoàn cảnh của chị với lại chị Hằng á, thì chị đã là hứa là sẽ sắp xếp giúp đỡ cho mình là khi nào mà có người ở Việt Nam gửi về bên Mỹ á, thì em sẽ là cái người hướng dẫn cho chị cái cách để mà mình lấy mẫu, để mà mình gửi về Mỹ, để mà mình có cái cơ hội tìm cha chị nhá. Đó là vấn đề thứ nhất. Rồi cái tin vui thứ hai thì về cái trường hợp của chị em chia sẻ lên á, thì được một mạnh thường quân Việt kiều ở Mỹ đấy, người người ta muốn giúp đỡ cho mình về cái hoàn cảnh của chị sau khi mà em trình bày cái hoàn cảnh của người ta đấy. Và bây giờ em muốn là xác minh một cái cho rõ ràng luôn, và đồng thời nữa thì có những khó khăn gì là chị cứ chia sẻ một cái cách thực tình nhất có thể chị nhá, để cho mạnh thường quân người ta nghe luôn. Và trong cái quá trình mà chị nói chuyện á, là chị phải nói chậm lại để cho quý vị khán giả người ta nghe được hết cái từ ngữ mà mình chia sẻ nhá. Rồi, cái vấn đề mà cái mạnh thường quân này muốn giúp đỡ á, thì em cũng có là trao đổi với cái người em gái này ở Mỹ rồi, là bây giờ là người ta muốn giúp cho mình về cái vấn đề là chỗ ở, rồi thì những cái khó khăn mình gặp phải. Rồi bây giờ em hỏi chị là hiện nay là chị đang bị cái căn bệnh tiểu đường trong cái giai đoạn rất là nặng đúng không? Rồi thì hiện nay cái chỗ mình ở là ở đâu nhỉ? Cái chỗ ở mình, Khu 6 ở Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận, tên thường gọi là khu 6, tổ dân phố 30, Bạch Đằng A. dạ. Rồi, ok chị Vân. Rồi thì hiện nay là cái việc là mình ở nhờ nhà của người ta đấy, thì mình có cái khó khăn gì khi mà người ta cho mình ở, mình có mất tiền hay không? Mình chia sẻ thẳng thắn đi. Thì người ta không ấy, mà bây giờ người ta nói người ta cho mướn là một tháng người ta lấy em là 400 ngàn. Bây giờ em đang hiện ngầu nhà người ta nè, người ta cho mướn một tháng là 400 ngàn, là người ta không có lấy tiền gì hết, người ta chỉ lấy hàng tháng thôi. Người ta thấy hoàn cảnh em vậy, người ta nói lấy hàng tháng. Em tính là người ta lấy lại thì em tính em dọn đi ra về nhà trọ em ở, mà người ta nói thôi bây giờ mày ở đi là mày trả hàng tháng 400 cũng được, là coi nhà cho người ta luôn. Tại vì em như vậy á. Rồi là tức là bây giờ là mình làm hàng ngày thì mình kiếm được bao nhiêu tiền, cái vấn đề mình bán vé số thì mình kiếm bao nhiêu? Một ngày có khi 100, có khi 101, có khi 102 vô chừng vậy anh. Mà tiền thuốc của em một ngày là 75 ngàn. Bây giờ cái tiền bị bệnh tiểu đường như vậy thì mình vẫn uống thuốc thường xuyên đúng không? Đấy. Em bị tiểu đường, giãn tĩnh mạch, con mắt mờ, ba thứ. À, con mắt mờ, con mắt này nghe nói là phải mổ đúng không? Bên đây cái mặt em nó sỉn từ hồi trong năm tới giờ nó chưa bớt đâu. Rồi. À, hiện nay thì cái chân đau thì đã đỡ hơn chưa?
cái chân đau Dạ nó đau sưng vậy anh, là nó mình đi là nó sưng lên thôi anh, nó vẫn còn sưng vậy thôi, nó không xẹp là nó sưng, nó không còn sưng lên rồi cùng nữa rồi vậy nè. rồi ok chị. Dạ. Vậy thì với những cái vấn đề mình gặp phải, thứ nhất là cái vấn đề là chị là cái người mồ côi cha từ nhỏ là thứ nhất, là em cũng Dạ. liên hệ với chị Hằng là chị là sẽ giúp đỡ cho mình, cái vấn đề là em sẽ gửi mẫu sang Mỹ cho chị Hằng, chị giúp đỡ cho mình thứ nhất nhá, để tìm cha là thứ nhất. Thứ hai thì về cái vấn đề chị đang gặp khó khăn trong thời điểm hiện tại á, thì em có một cái ý như thế này để giúp cho chị trong cái quá trình mà chị nhận cái tiền của Mạnh Thường Quân, người ta có sẽ giúp đỡ cho mình thì mình sẽ sử dụng cái đồng tiền cho nó xứng đáng, Dạ. để cho cái tiền của Mạnh Thường Quân được gửi đúng nơi đúng chỗ, chị hiểu không? Dạ. Để cho người ta an tâm, chị hiểu không? Em xin nói hết anh, nếu mà cho em vậy thì em lên em mua chiếc xe em đa em đi làm liền. Em mua chiếc xe em đi bán liền, có xe em đi, em không đi xe đạp nữa, khỏi sưng chân. Em cũng cảm ơn với anh vậy á. À, là lâu nay đến bây giờ là có xe đạp đi đúng không? Em đi xe đạp, em đi xe đạp không à, nó sưng cái chân nó đạp đi không nổi á, đi sưng chân sưng cẳng. Em mới về nãy nè, giờ em nấu cơm mới ăn xong. Cái vấn đề Mạnh Thường Quân người ta nói giúp nhưng mà chưa biết họ là giúp được cho ba mình bao nhiêu. Nhưng mà trước mắt á, là em thấy là những cái vấn đề quan trọng như thế này để cho chị dùng cái đồng tiền cho nó xứng đáng này nhá. Thứ nhất là bây giờ là em nghĩ là chỉ cần phải có một cái nhà trọ rẻ rẻ đúng không, để mà mình ở cho nó thoải mái, mình thích làm thì làm mà mệt thì mình nằm mình nghỉ, cũng không ai nói gì được mình đúng không? Đó. Nhà đây người ta cũng cho mình mướn vậy anh ạ. Nhưng mà bây giờ ở đây thì mất 1 tháng 400 thì cũng mệt đúng không? Tháng 400 là rẻ chứ nhà trọ đây tháng tức cả triệu lận anh ạ. Bây giờ chị thuê nhà trọ ở cái khu vực xung quanh đó thì một cái nhà trọ 1 tháng 1 triệu có thuê được hay không? Một tháng 1 triệu mà điều các anh biết sao, một tháng 1 triệu tiền đâu mà em thuê, còn em thuê cái gì thì có 400 ngàn à. Ok, vậy thì rẻ rồi. 1 tháng 400 ngàn tiền nhà trọ, vậy thì cứ ở đó đi. Dạ. Ở đây được thì 400 ngàn đó thì được. Rồi thì có thể rằng là em phải trao đổi với Mạnh Thường Quân về cái vấn đề này nhá. Rồi cái vấn đề thứ Dạ. hai là cái vấn đề bị bệnh tiểu đường á. Thì Dạ. đây là đang trong cái quá trình cần thiết, là thứ nhất cái tiền đó là mình phải dùng vào cái tiền nhà trọ là thứ nhất quan trọng nhất hàng tháng này đúng không? Cái tiền thứ hai là cái tiền để mà thuốc men hàng tháng đúng không? Dạ. Là 1 tháng là mất 75 ngàn đúng không? À, 1 ngày chứ. Dạ 75 ngàn anh. 1 ngày 75 ngàn. Rồi thì xem thử là Mạnh Thường Quân người ta sẽ hỗ trợ cho mình cái vấn đề này là hết là được bao nhiêu cái đã nhá. Đó là cái khoản tiền nó quan trọng thứ hai. Rồi cái khoản tiền quan trọng tiếp theo là cái khoản tiền ăn uống hàng tháng. Rồi thì lâu lâu mình mua cái gì đó để mà mình bồi dưỡng sức khỏe cho chị hiểu không? Đấy, cái khoản tiền thứ ba là chị phải là dành cái tiền đó để mà mình khi mà lỡ mà đau ốm thì hay là mình gặp cái vấn đề gì cần gấp thì mình phải dùng cái khoản tiền đó để mà mình xử lý đúng không? Đó là cái khoản thứ ba là em sẽ sắp xếp cho chị tất cả mọi cái vấn đề luôn, chị được chị hiểu không? Đó. Rồi thì còn cái vấn đề cái mắt của mình á thì hiện nay mình vẫn đang hiện tại thì vẫn đang nhìn thấy đúng không? Đang còn có thể là nhìn thấy tương đối đúng không? Em còn đang thấy mờ mờ anh. Có đau lắm không? Có đau lắm không? Dạ nó không có đau mà điều em ngày nào em cũng phải uống thuốc trứng cá chung vô thuốc tiểu đường luôn anh ạ. À. Ý là hàng ngày em phải uống kèm vô hết luôn là 75 ngàn, thuốc giãn tĩnh mạch với thuốc trứng cá rồi thuốc con mắt, uống như là uống gồm hết luôn ngày là 75 ngàn anh ạ. À. Vậy thì còn cái vấn đề về hiện tại mình đi cái xe đạp á thì em nghĩ Dạ. rằng là bây giờ thì cứ trước mắt cứ phải đi cái xe đạp cái đã, Dạ. cứ để cho ví dụ như người ta giúp cho mình thì mình hãy dùng cái tiền đó để mà mình sử dụng vào những cái mục đích nó quan trọng hơn cái đã nhá. Còn đi xe đạp thì cứ đi xe đạp bình thường là vẫn chạy bình thường đúng không, Dạ. chịu khó đi chạy xe đạp bình thường cái đã. Rồi thì Dạ. cái gì cái khoản tiền nào cần thì mình sử dụng, còn không cần không được sử dụng. Đấy. Nó trong cái quá trình này thì em sẽ là cái người em hỗ trợ cho chị chi ly luôn chị nhá, để cho chị sử dụng đồng tiền cho đúng cách.
Rồi. À thì cái vấn đề thuốc thang á, thì ví dụ như là mình sử dụng cái đồng tiền đó thì mình mua thuốc chẳng hạn, thì mình mua hết cỡ bao nhiêu tiền đó rồi thì là mình còn bao nhiêu mình để dành, rồi thì khi nào hết thì lại mình lại tiếp tục mua, nên không nên mua quá nhiều, mình uống không kịp thì nó hết hạn, kiểu vậy đấy. Rồi đến cái vấn đề là chị đi làm thì từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ sáng là 4 giờ rưỡi em đi làm ở ngoài đường luôn, rồi tới trưa tới sớm em về em tắm rửa rồi em đi lại tới tối em về vậy á. Em về em thắp nhang cho chồng em rồi xong em đi lại vậy á. Là tức là từ buổi sáng cho đến tối là khoảng mấy giờ là về nhà? 9 giờ tối rồi vậy 9-10 giờ em về. 9 giờ về nhà. Rồi thì hiện hiện nay có gặp một số cái tình trạng như là bị người ta chèn ép rồi thì người ta dùng những cái thủ đoạn với mình hay không? Từ bữa mà em lên mạng cái này có người coi vô là hết dám nói em nữa. À, như vậy thì đỡ hơn rồi đúng không? Dạ, nó cũng đỡ cho em cái phần đó em mừng. Rồi, rồi bây giờ như thế này chị nhá. Thì qua những cái chia sẻ thông tin của chị thì em cũng trao đổi với Mạnh Thường Quân rồi. Thì cái người em gái đó cũng nói rằng là để em trao đổi lại cho chị một cái cách cụ thể để người ta nắm rõ cái thông tin hơn và người ta thể theo dõi đấy. Thì người ta cũng có ý giúp như mình như vậy. Thì chị có cái lời nào đến cái Mạnh Thường Quân hay không thì chị có thể chia sẻ nhé. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng Giêng, em Nguyễn Thị Thu Vân 54 tuổi, hiện em đang sống Phan Rí Cửa, Tuy Phong, tên thường gọi Thu Sáu. Em có được nhờ anh Dũng cho em gặp được Mạnh Thường Quân, em xin cảm ơn chị bên Mỹ. Chúc chị nhiều sức khỏe dồi dào trên công việc, thành công để hỗ trợ giúp những người nghèo như tụi em. Em cũng cảm ơn chị và tất cả anh Dũng và chị Hằng. Em xin chân thành cảm ơn mấy anh chị và Không, cộng đồng. không, không, không phải là anh Dũng với chị Hằng đâu. Anh Dũng với chị Hằng là đó là ở ở Đài Nam là khác. Đấy, khi nào cũng câu là cảm ơn anh Dũng với chị Hằng chứ đây đâu phải là anh Dũng chị Hằng đâu. Là Bên Mỹ em không biết tên thì em cũng xin cảm ơn chị. chị này thì tạm thời là chị giấu tên nhá. Tạm thời chị giấu tên rồi thì mai mốt rồi thì em sẽ có cái cuộc trao đổi rồi em sẽ chia sẻ cái thông tin cụ thể hơn sau nhá. Rồi thì theo những cái chia sẻ của chị và theo một số cái thông tin từ phía em gái ở Mỹ chia sẻ đấy thì là muốn giúp cho mình làm sao đó để cho mình có cái cuộc sống tốt hơn, là người ta có cái ý rất là tốt là như vậy. Đấy, thì em hôm nay em làm clip này đấy là để cho chị cũng như là để cho Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ á, người ta hiểu được cái hoàn cảnh thật sự của chị là khó khăn như những gì em chia sẻ với người ta để cho thực tế cái câu chuyện nhất. Đó. Và thứ hai nữa là người ta giúp mình là mình phải biết trân trọng những cái đồng tiền của người ta, đúng không? Không ai là dư tiền để mà giúp đỡ cho người khác cả. Mình phải trân trọng cái sự giúp đỡ của người khác. Mình sử dụng cái đồng tiền một cái cách tốt nhất. Và trong cái quá trình mà chị sử dụng đồng tiền thì em sẽ là cái người sẽ tư vấn cho chị sử dụng cái gì cần thì sử dụng, cái gì không cần là mình phải biết cách để mà mình chia nhỏ ra cái vấn đề nhá. Em cũng Đó. có tiền thuốc mua men uống thì em cũng cảm ơn cái chị bên Mỹ giúp cho em để có đồng tiền mua thuốc uống. Em cũng rất cảm ơn chị dồi dào sức khỏe, làm ăn công việc thành công, nhiều ý muốn đạt được ý muốn. Nhiều khi hơi có chuyện gì xin chị cũng bỏ qua, em cũng không biết nói chuyện rành. Nói chung là có muốn học tiếng Việt Nam không? Có muốn học chữ Việt Nam không? Chữ á, chị biết chữ đúng không? Em biết ký tên của em. Chỉ biết ký tên thôi đúng không? Không biết ký tên người khác hoặc là không biết viết chữ gì luôn đúng không? Hôm bữa mùng 2 Tết em bị nó gạt, em bảy tờ số 700 ngàn anh Dũng à.
số hết hạn nó đổ cho em rồi em không thấy, không biết chữ nó đổ á. Nó nói là Đài An Giang ra 30 đầu 7 tờ 700, em vừa bán hết giấy số tối mùng 2 đổ, ai ngờ về đại lý số hết hạn luôn, 9-700 ngàn ngày mùng 2 Tết luôn. Rồi thì nói chung là mình cứ cái vấn đề mà mình đi bán vé số, mình làm công việc hàng ngày á, thì mình không nên, thứ nhất mình không nên làm quá sức, mình nên có một cái thời gian để nghỉ ngơi cho cái sức khỏe nó ổn định á. Vì trong người mình đang mang bệnh tật cho nên mình không nên làm quá sức. Thứ hai là thì buổi tối thì nên cố gắng tranh thủ mà ngủ đi để mà lấy cái sức á. Buổi trưa mình dành ra khoảng là 15 đến 30 phút mình ngủ trưa, để cho cái tâm nó an định á, thì tinh thần nó sẽ minh mẫn, nó tốt hơn nhá, nó sẽ hỗ trợ cho cái vấn đề mình chữa bệnh một cái cách tốt hơn. Rồi thì các cái thông tin thì chị cũng chia sẻ cho em rồi, thì em sẽ cho mạnh thường quân người ta theo dõi thông tin ngày hôm nay, rồi thì sau đó rồi thì em sẽ liên hệ lại với chị về cái vấn đề là người ta sẽ giúp bao nhiêu cho mình á. Thì người ta không nói cái số tiền cụ thể, nhưng mà người ta sẽ nói sẽ giúp cho chị nhá. Rồi yên tâm đi. Rồi thì cũng có rất là nhiều cô bác trên kênh của em á, người ta cũng rất là quý mến chị, và cũng tuy rằng là người ta không giúp được cái tiền bạc, nhưng mà người ta cũng động viên cái tinh thần cho mình trong cái thời gian vừa qua. Thì chị có cái lời nào cảm ơn những cái khán giả trên kênh của em hay không? Em hôm nay là ngày mùng 9 tháng Giêng năm 2024, em Nguyễn Thị Thu Vân 54 tuổi. Em xin tất cả cảm ơn cộng đồng mạng và tất cả Mạnh Thường Quân và anh chị và cô dì chú bác đã hỗ trợ cho em đồng tiền có thuốc men em uống để em sống qua ngày. Em cũng rất cảm ơn cộng đồng mạng và các anh chị cô chú và nhiều việc trên thành công theo ý muốn, dồi dào sức khỏe, năm mới phát tài phát lộc. Em xin cảm ơn, em xin cảm ơn. Rồi, cái vấn đề chị Hằng á, thì thật ra mà nói thì chị Hằng cái công việc của chị cũng rất là bận, và cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn trong cái công việc của mình hiện tại á. Đấy, nhưng mà chị vẫn muốn là giúp đỡ cho mình, chứ không phải là không muốn giúp đâu. Cho nên là chị đã nói rằng là chị em sẽ là cái người lấy mẫu của chị Vân đấy, em sẽ hướng dẫn cho, sắp tới em sẽ hướng dẫn cho cách lấy mẫu để em gửi sang Mỹ cho chị nhá. Rồi thì mình cảm ơn chị Hằng không? Cảm ơn chị Hằng một tiếng không? Cảm ơn chị Hằng. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng Giêng năm 2024. Em Nguyễn Thị Thu Vân 54 tuổi. Hiện em đang sống thân rít cửa Tuy Phong Bình Thuận, tên thường gọi là khu 6, tổ dân phố 30. Em rất cảm ơn chị Hằng, giờ giàu sức khỏe, làm ăn trên công việc, may mắn phát tài phát lộc, tìm được mẹ, nhờ chị Hằng giúp cho em xét nghiệm tìm cha em rất cảm ơn chị Hằng nhiều. Em xin cảm ơn chị Hằng, em xin cảm ơn. Rồi rồi ok. Nói chung á thì chị Hằng ở bên Mỹ nhá, chị Nguyễn Thị Xuân Hằng đấy, chứ không phải rằng là chị Hằng với ông Dũng Lò Vôi đâu nhá. Ông Dũng Lò Vôi và chị Hằng đó thì nó khác hoàn toàn đấy. Chứ đừng có cảm ơn sang bên kia là thôi lên hỏng hết bánh kẹo luôn đấy. Cảm ơn chị Hằng lo cho em chứ anh được chứ. Rồi ok, bây giờ thì chị nghỉ ngơi đi, rồi thì có gì thì em sẽ thông tin lại cho chị sau rồi thì...